nhắc luôn, giờ cũng nóng nữa. Không thể nào mà chịu nổi thời tiết mà cảm giác như là phải 40-50 độ của tại Sài Gòn luôn ấy. Kinh khủng. Mà bây giờ ăn gì cũng cảm thấy không có ngon. Đúng. Thiệt sự luôn á, mà cái món gì ăn bây giờ nó cũng nóng nữa. Đúng. Thôi chứ là giờ bún phở thì cái gì cũng nóng hết, cho nên là thật sự bữa này là không ăn uống được cái gì hết trơn á. Ê, thôi, không có được. Cho trong những cái ngày nóng vậy mà mình không có hứng ăn làm sao giới thiệu món với bạn được. Thôi được rồi, quyết định đi. Cái tour này là tour ăn giải nóng. Giải nhiệt rồi. Giải nhiệt luôn hả? Giải nhiệt. Giải nhiệt thì phải ăn món gì? Lạnh lạnh, mát mát đi. Mấy món mà có đá rồi đó, mình bỏ đá vô bún vô mì đồ ăn đi. À, được đó. Đi. Ok đó. Anh sao đã bắt được đó hả? Ê không. Món đó là giải vô họng. Ha, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hôm nay ăn gì? Hôm nay ăn gì? Ta-da! Và đây là quán đầu tiên. Nhà hàng Han Soi nằm ở 112 đường Thăng Long. Đây là quán đầu tiên trong cái tour giải nhiệt của tụi mình ngày hôm nay nha. Ê, rất là bất ngờ luôn á. Tại vì mình đã đi ăn nhiều quán Hàn Quốc rồi, nhưng mà đây là cái quán đầu tiên mà mình thấy có rất là nhiều banchan luôn. Thật sự rất là nhiều. 16 loại banchan khác nhau nha mọi người ơi. Rất là nhiều luôn. Thì đó, ở đây thì tụi mình có kêu hai loại mì lạnh. Đây là mì lạnh nước, còn đây là mì lạnh trộn. Với lại thường thì mì lạnh thì mình sẽ hãng kèm với lại thịt nướng nữa. Ê, hơn món này là giải nhiệt là quá hợp lý luôn, bởi vì là thời tiết Sài Gòn thì dạo này nóng quá. Nóng điên. Trời ơi, 39, 40 độ. Nhưng thì mà không có nóng bằng hai nhân vật ngày hôm nay nha. Cái make up lúc rất là cháy luôn á. Yeah, mọi người thì nhìn thấy là hôm nay bọn mình trông thực sự là hơi lố do bình thường rất là nhiều. Thì sáng nay mình đi chụp hình, còn Linh thì hôm nay quay biển hình. Đó, đuôi theo trend con mèo đó. Đúng rồi. Theo đạo diễn hay khác mà thôi. Thật ra mì lạnh cũng là một cái món ăn giải nhiệt ở Hàn Quốc vào mùa hè. Nên là khi mà bây giờ Sài Gòn nóng như vậy đi ăn mì lạnh, tao nói là rất hợp lý luôn. Cái món mì lạnh này tôi thấy khá là giống một món mà tôi liên tưởng đến là bún ốc nguội ở Hà Nội. Mà đợt mà tôi đi ăn bún ốc nguội tôi cũng liên tưởng đến mì lạnh nướng mọi người. Ê, thật sự ra đi quán hàng mà nhiều banchan như vậy nào là không có hiếm. Nhưng mà thường sẽ là ăn thịt nướng á mọi người, là những cái quán kiểu buffet nướng á thì mới ra được nhiều banchan như vậy. Còn những cái món mà gọi a la carte á như ở đây á thì ít quán có banchan như vậy. Như là so với cái mì lạnh nước thì mình sẽ không cảm nhận được cái độ lạnh nó bằng, nó rõ ràng ha. Tại vì cái này thì nó chỉ gọi là mát mát thôi, giống như là để tủ lạnh lấy ra thôi. Còn mì lạnh nước là trộn với cái đá nữa. Cái sợi mì rất là ngon, nó nhỏ nhưng mà rất là dai. À, cái truyền thống của mì lạnh của Hàn Quốc đó là người ta thường sẽ cố gắng ăn hết nguyên một cái cọng mì dài này. Tại vì nó tượng trưng cho cái sự là tuổi thọ và là sống lâu á. Không, cái này để nó thiệt. Sao mà không nói trước? Đây là mình ăn cắn hai lần rồi. Cái sợi mì ở Hàn á mọi người, mình không biết là nó làm từ cái gì mà nó rất là dai luôn, nó dai hơn cả miếng dông, nó dai hơn cả cái loại bún mì của Việt Nam luôn. Thực ra ở Hàn á, cái gì nó cũng sẽ hơi dai. Nhưng mà mì này là mà cái mì giống như kiểu mì ăn liền á. Mì ăn á. Cái sợi nó cũng to dai hơn. Đúng rồi. Nhưng mình hay ăn mấy cái gói mì Hàn Quốc thì mình cũng thấy nó dai hơn so với mì Việt Nam. Tuy nhiên là ở quán này á, mì lạnh trộn mình thấy ít cay nha mọi người ơi. Và nó có hơi cái vị ngậy ngậy của đậu. Của cái bột đậu xay ra. Kể cho nghe. Cái món mì lạnh này á, lần đầu tiên mà tôi được ăn là không phải ở Việt Nam. Thấy không? Anh không phải ở Hàn Quốc luôn. Cuba. Tôi nhớ, vẫn rất là nhớ cái hương vị đó. Mặc dù thì có thể nó sẽ không chính xác 100% bằng cái hương vị ở Hàn Quốc đâu, nhưng mà thực sự là cái hương vị đó rất là ấn tượng, bởi lần đầu tiên mình ăn được một cái tô mì với đá. Lúc lần đầu á mình ăn mì lạnh á mình cũng rất là ấn tượng luôn á, tại vì đó giờ á ở nhà thôi với lại cái kiểu văn hóa người Việt Nam của mình thôi, tức là ăn đồ nguội đó là mọi người hay bị chửi là bộ mày ăn đồ cúng thôi mà để lạnh tanh lạnh ngắt thì mới ăn. Còn đây là trộn với đá luôn. Bây giờ mình ăn thử mì lạnh nước đi. Trời ơi, nó mát. Nó mát mà nó buốt răng luôn á. Nó lạnh đã. Cái này mới là lạnh nè. Cái vị trong cái tô mì lạnh á thì mình thấy là sẽ có cái vị chua chua ha. Và cái vị của nó hoa quả. Tuy nhiên là có một vài chỗ bán mì lạnh thì mình thấy nó sẽ không có được cái màu đỏ như này, tức là họ sẽ không cho thêm cái tương đỏ vào ấy. Thì mình sẽ không có cái màu đỏ như này, nhưng mà có cái tương đỏ vào thì nó sẽ làm cho cái mì lạnh nước nó sẽ đậm đà hơn. Chứ nếu không thì nó sẽ kiểu có vị chua và ngọt của hoa quả thôi. Nên mình thấy chỗ này làm rất là ok luôn mọi người. Một tô mì nước như này là 150.000. Tô mì khô là 140.000. Giá nó cũng xem nha. Giá cũng xem nhau ha. Thường thì mấy cái đồ quán Hàn thì bây giờ nó sẽ rơi tầm giá đó, trên dưới 100.000. Mà chắc là ok. Tô mì to mà. Mà sao biết quán này vậy? Tại vì em xem trên mạng là quán này được nằm trong top là những cái quán mà nhiều banchan nổi tiếng nhất á. Với lại là thường nha, ăn đồ Hàn Quốc thì mình sẽ tập trung ở khu quận 7 nhiều. Mãi thì em mới tìm được một cái quán này ở giữa trung tâm á. Ví dụ kiểu người ta xa quận 7 quá thì người ta có thể tham khảo quán này. Trung tâm giữa đây mà, này Tân Bình. Tân Bình cũng trung tâm mà. Khủng quá à. Trung tâm Tân Bình. Mà tôi đánh giá đây là một quán ăn rất là ngon. Khá bất ngờ. Tôi cũng bất ngờ là tại vì mì lạnh cho cả tương đỏ vào. Tại bình thường mì lạnh những chỗ khác mà tôi ăn nó chỉ có vị ngọt thanh của lê thôi là hết. Và nó rất là lạt luôn, còn ở đây thì nó đậm đà mọi người.
này là cổ ha các bạn. Cổ là phần thịt của sắc ly gỏi nó cũng rất là đậm đà ha. Ừ. Em mà làm trên cái đĩa này nhìn giống bò né. Bò né, chảo gang. Ok ngon lắm. Thì là anh này là có vẻ bắt đầu là cũng hơi ngon bụng rồi đó. Bây giờ tôi nghĩ là giải nhiệt mà thì chắc chắn là sẽ phải có những món tráng miệng mùa hè đúng không? Chúng ta sẽ cùng đi nha. Let's go. Tuổi nhỏ đặc quyền to, Cellphone S khao mời học sinh sinh viên toàn quốc chương trình giảm thêm 5% áp dụng cho các ưu đãi hiện đang có cho toàn bộ sản phẩm. Đặc biệt, trợ giá laptop đến 3 triệu đồng khi thu cũ lên đời. Có thẻ học sinh sinh viên, có giảm. Bạn chưa tin? Check ngay link ở dưới comment nhá. Và đây là quán thứ hai, kem chuẩn ý ring ring. Kem chuẩn ý rồi nè. Kem chuẩn ý mà. Chuẩn kem ý. Ủa nhưng mà cái này phải nguồn gốc của Thái Lan không? Ừ, đây là một cái món mà nó hot ở bên Thái Lan. Ở Thái Lan là hay theo dõi thì sẽ biết là khoảng cuối năm ngoái ở bên Thái rộ lên một cái món gọi là kem chuẩn chảo sắt. Thì Việt Nam thì gọi là kem né. Hình như là đang ăn bò né Món này thì mình đã ăn rồi, bạn nào mà hay theo dõi TikTok của hôm nay thì thấy bọn mình đã quay cái món này rồi. Thì giới thiệu sơ qua cho mọi người một xíu là cái đặc điểm của món này đó là ăn một cục kem lạnh trên một cái chiếc bánh thật là giòn và trên một cái chảo gang thật là nóng. Ngoài ra thì sẽ có giới thiệu một sốt, bên của Linh sẽ là sốt caramel, bên mình là sốt sô-cô-la, rắc thêm một chút đậu phộng và cuối cùng sẽ là bột phô mai. Ngoài ra thì tụi mình còn gọi thêm một cái rò xăng của sắc ly là vị bá tước, kem vị bá tước. Thôi em nhìn đó, em nhìn giống như là hồi xưa mà mình hay ăn kiểu kem chiên á. Giống hả? Với cái món kem né này á, thì là không có thời gian nhiều để cho mọi người check in đâu. Nên là kem ra một cái là mọi người chụp hình liền luôn. Đó, nhất là cái lúc mà bắt đầu cái sốt của trong cái bánh nó tràn ra ngoài, nó sẽ sôi sùng sục lên thì cái đấy là đẹp nhất. Và sau đó mọi người sẽ ăn liền luôn bởi vì là trên cái chảo gang nóng này nó vẫn làm cho cái kem bị ảnh hưởng nhiệt lên, nó bị chảy nhiều. Và một cái phần như vậy giá dao động từ khoảng 65-70 nghìn một phần. So với bên Thái thì mình thấy là giá kem ở đây là rẻ hơn. Các kem của mình gọi là sữa chua phô mai rồi xong thêm cái sốt phô mai nữa, nó bị một cái là bị mặn mọi người. Bánh của Linh ngon mà. Đậm đà. Sao? Tại vì tất cả các vị ở đây thường nó sẽ phô mai nó sẽ mặn này, rồi cái bánh nó sẽ hơi ngọt ngọt, nhưng mà nó sẽ có cái vị chua chua của kem hòa quyện lại. Nhưng mà tôi thấy đang bị nhiều phô mai quá nên hơi mặn. Hơn nhiều phô mai. Nhưng mà cái chất kem rất là mịn, nó không có bị dăm đá, ăn rất là mịn. Cái kem né này nó sẽ tạo cho mọi người cảm giác rất là thú vị bởi vì mình sẽ ăn kết hợp nóng lạnh này, mình ăn kết hợp giữa mềm và giòn. Bánh giòn này, kem thì mềm đúng không? Đúng rồi. Nó sẽ có rất nhiều những cái trái ngược nhau xuất hiện ở trong cái kem né này. Nhưng mà thực ra ban đầu mình cũng hơi hoài nghi về cái hương vị, không biết là liệu nó có ổn không. Nhưng mà ăn vào một hồi thì mình thấy là cũng khá là thú vị đúng không? Ok đúng không? Cái của anh Huy cũng ngon. Cái của anh Huy ngon quá vậy, cái sô-cô-la đúng đắn luôn á. Thế nó không có bị ngọt, gắt ngọt, ngọt kiểu sô-cô-la mà hơi bị đường á. Còn cái này là không có nghe vị ngọt luôn, nghe đa số là vị đắng của mùi cacao. Ngon nha. Ăn thử cái chất kem của vị bá tước ở đây, nó không có bị ngọt như hai cái vị này. Bá tước rất là thơm trà nha, thơm mùi kiểu ô long á. Còn cái vị bánh rau xoong này thì nó thơm mùi bơ, giống như là vừa nướng ra khỏi lò luôn, là người ta bỏ kem lên thì ngon á. Với cái món kem né thì mình nhớ là quán cũng có đưa ra một vài cái vị kem nên kết hợp cùng và có một vài vị thì không nên kết hợp cùng. Ví dụ như cái vị trà bá tước này là không nên ăn cùng với kem né nè. Đúng rồi. Chị giới thiệu vậy á. Tuy nhiên á thì so với tuổi thơ mình ăn kem chiên á thì mình nghiêng về thích kem chiên thôi nha mọi người. Còn cái bánh kem né này mình hơi không thích lắm, tại vì nó hơi có phần ngọt, ngọt quá. Nó hơi vụn quá, nó giống như ăn bánh quy vậy. Nên là mình không có thích cái kiểu này lắm. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái món mới nên thử cho cái mùa hè nóng rực này ở Sài Gòn. Thực ra cái gu mình khi mà mình đi ăn kem á là mình thích ăn kem lạnh đúng không? Đúng rồi. Thế là mình cái món kem né này thì nó được cái là độc lạ. Mà để giải quyết cái vấn đề là giải khát, giải nhiệt thì mình nghĩ là cái này cũng không giải nhiệt lắm. Nó hơi nóng. Hơi gấp nữa, ăn hơi vội. Cái này phải ăn vội. Ăn xong lại em thấy khát nước liền luôn á. Đúng rồi. Đúng luôn. Nhưng mà được cái là không gian quán thì cũng được có chỗ ngồi lại, nhưng mà nó hơi ít chỗ ngồi thôi. Bữa nay là rộng hơn nhiều đó. Cái trước là đây, cái chỗ mà mình đang ngồi chính là quầy tính tiền luôn. Kiểu duy nhất một chỗ ngồi là ngay trước mặt của mình thôi. Và thêm một chỗ ngồi bên ngoài. Thì bên trong này sẽ là bếp. Nhưng mà từ đó đến nay thì đã cởi mở hơn, cái chỗ nó đã rộng hơn rất là nhiều rồi. Mà nào mà mọi người muốn thưởng thức món kem né rất là độc lạ này và lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam thì mọi người hãy tới ngay quán Ring Ring ở địa chỉ 133-28 Nguyễn Trãi. 233-28 Nguyễn Trãi. Lấy nha. Rồi thì đó, đây là món mà tụi mình gửi cho các bạn trong tour dĩ nhiên. Thì còn một món cuối nữa, không biết là món gì không? Không. Đi mới biết. Đi. Rồi đi. Ok, let's go. Rồi và quán cuối cùng hồi nãy ăn kem khát nước quá nên tụi mình đã tạt vô làm đại mấy ly nước mọi người ơi. Ở đây là mình có nước dừa kem matcha. Trà tác thải. Còn đây là ly trà sữa truyền thống được gọi nhiều nhất ở cái quán này luôn. Đây là trà sữa 82 ở cho 143 Lê Hồng Phong. Cái món ở đây gần đây rất là hot, đó chính là món nước dừa matcha đúng không? Nhưng mà lần đầu uống ở đây thì thấy ok nha, thấy cũng ngon. Cái độ béo của kem matcha nó hòa với lại cái nước dừa. Nó cũng hay hay, nó mát với nhau, nó không có lộ. Nó lạ lạ. Bé
béo béo. Cái matcha đánh nó không có bị đắng hay là bị tanh á. Ừ. À nhưng mà nãy tôi để ý là cái nước dừa này không phải nước dừa tươi, từ trái dừa tươi mà là cái chai coco, chai đóng hộp. Rồi biết rồi. Cô Vi hay là cô gì? Biết rồi, biết cái chai đó rồi. Vico. Vico. Nước dừa Vico. Ngon nha, mát nha, với lại uống nước dừa nó không có bị đường hay là ấy á, nên là uống khá là mát. Đánh ăn thêm với cái kem matcha này nữa cũng lạ lạ, hay hay, cũng thú vị, nói chung là cũng khá hợp nhau á. Còn của hai bà sao? Nói chung là trà tắc thải thì mình thấy là rất là thơm. Đó. Trà sữa thì cũng bình thường nhưng mà được cái là giá cũng rẻ. Bao cái nhiêu? Đây 27.000 à. Ly này là 30.000. Có trân châu luôn. Ly này mắc nhất 35.000. Ờ, nhưng mà được lên 1 lít thì cũng nhiều á. Ờ. 1 lít rồi. Mà tôi tò mò nhất là cái nước dừa matcha thôi, là vì chưa ăn bao giờ, chứ còn cái trà tắc thải thì đã quá quen thuộc rồi. Hay là trà sữa thì cũng khá là quen. Đúng rồi. Thật ra là mình đến đây là mình chọn cái trà mướp đắng. Thì chủ yếu là cái mướp đắng thì sẽ cho mình kiểu giải nhiệt cho mùa hè nhiều hơn. Nhưng mà hôm nay thì quán hết mất rồi. Ồ, hết luôn hả? Ờ, hết rồi. Vì trà mướp đắng chắc là nó sẽ hơi đặc đắng ha. Không, tôi đã từng uống thử cái trà mướp đắng rồi. Tại cái chỗ đầu tiên là hè năm ngoái đó, có ở trên Hoàng Sa Trường Sa. Thì tôi đã uống thử rồi thì nó cái vị mướp của nó là thoáng qua nhẹ nhẹ chứ nó không có bị đậm nhiều. Mà nó giống như là kiểu là trà thái xanh thôi nha. Xong rồi thơm một ít cái nước ép mướp đắng vô thôi. Nên là tôi cũng đã từng uống thử rồi. Nếu mà mùa hè dễ khát mà mấy bạn nào muốn tìm một món mới nào đó uống thử á, thì tôi lại cảm thấy cái nước dừa matcha này ngon hơn, nó hòa hợp hơn. Thế nhưng mà nước dừa matcha thì cái vị nó vẫn khá là kiểu ngọt ngọt đúng không? Ngọt ngọt béo béo đó. Thì mình thấy là mình nếu mà giải khát thì tôi vẫn thích là cái gì mà nó chua chua hơn. Ví dụ như là cái trà tắc thái này uống mà nó sẽ giải khát hơn. Còn mấy cái mà ngọt ngọt béo béo thì uống cũng được, nhưng mà có một vài người sẽ cảm thấy hơi bị ngấy. Thì đó, nói chung là mùa hè thì mình nên chọn ưu tiên những cái loại nước ép nhiều hơn. Đúng đó, rồi. Mọi người có thể chọn là nước ép còn tây nè, nước ép mướp đắng thì nó sẽ kiểu giải nhiệt hơn. Kiểu như là mùa hè thì mình sẽ ăn không nổi á, mình sẽ uống nước nhiều hơn thì rồi mọi người có thể ăn lẩu, là vừa ăn vừa uống luôn. Đúng. Hợp lý không? Rồi hay là lựa những cái quán mà có máy lạnh ngồi là mát. Đúng. Thiệt sự luôn á, với cái thời tiết này ăn mà có cái quán này mà có máy lạnh là thấy ok nha. Đó là ưu tiên của tôi luôn. Nói chung là tôi thấy là mùa hè thì trời nóng mà cũng đổ mồ hôi nhiều thì mọi người chịu khó bổ sung thêm nước này, ăn nhiều trái cây cho mát. Đó, tôi nghĩ là những cái đó quan trọng. Còn thực ra thì đồ ăn thì thích ăn gì thì ăn thôi chứ còn không quan trọng lắm. Hè mà muốn đi ăn thịt nướng là vẫn đi ăn được thôi. Miễn sao có điều hòa là được. Đúng, chính xác. Rồi và đây là cái tour giải nhiệt mùa hè cho cái thời tiết Sài Gòn 39-40 trong độ này. Quá là nóng rồi, nóng điên. Trời ơi, dạo này nó nóng mà nó hạ cái hơi lên mặt mà nó kêu hừng hực luôn á. Chứ không phải là nóng bình thường nữa. Nên là hy vọng là cái tour này sẽ giúp cho mọi người, gửi cho mọi người thêm một vài cái món ăn, món uống giải khát, giải mát cho cái mùa hè này. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem số giải nhiệt này nha. Hy vọng là những nào ở Sài Gòn mà cảm thấy nóng được quá thì cũng có thể tới những cái chỗ mà mình đã gợi ý để thưởng thức những cái món ăn rất là phù hợp cho mùa hè này. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều. Vậy mọi người nhớ like, share và subscribe cho Hôm Nay Ăn Gì. Bye bye. Nóng nóng chứ vậy thích đi ăn hay đi lao. Mấy lại đồ mát mà. Trời ơi.